Bốn kiểu hành vi của trẻ chứng tỏ con được cha mẹ giáo dục tốt. Thứ nhất là trẻ biết tranh luận. Những đứa trẻ biết tranh luận với cha mẹ từ khi còn nhỏ. Con sẽ biết đối diện với những áp lực của cuộc sống khi lớn lên. Như vậy thì cha mẹ nên tôn trọng những ý kiến, những quan điểm của con để khi lớn lên con sẽ trở thành một đứa trẻ quyết đoán và can đảm. Qua những cuộc tranh luận, con cũng sẽ hiểu được những điều đúng sai, giúp trẻ học được sự khiêm tốn và vốn từ phong phú. Kiểu hành vi thứ hai là những đứa trẻ sẵn sàng làm việc nhà. Những đứa trẻ được cha mẹ bao bọc, chỉ ưu tiên cho việc học thì con sẽ mất đi rất nhiều kỹ năng sống, thiếu đi sự sáng tạo và cả lòng biết ơn trong cuộc sống. Thứ ba là đứa trẻ có trái tim tràn ngập yêu thương. Khi con có tình yêu thương với vạn vật, với cuộc sống và đặc biệt là con yêu thương người thân của mình, cha mẹ của mình, những đứa trẻ như vậy con sẽ luôn hướng tới những điều tích cực, có trái tim rộng mở và một tấm lòng bao dung yêu thương. Và tôi tin chắc rằng những đứa trẻ như vậy sẽ gặp rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Kiểu thứ tư là những đứa trẻ biết quy tắc và tuân thủ các quy tắc trong một gia đình. Mặc dù cha mẹ khuyến khích con có được thật nhiều trải nghiệm, nhưng ở mỗi một khía cạnh nào đó thì chúng ta thường có những quy tắc riêng. Những quy tắc được đặt ra để giúp trẻ hiểu được việc nào là nên làm, trẻ hiểu được hành vi nào, thái độ nào là con được phép và thái độ nào, hành vi nào của con không được chấp nhận. Và nếu đứa trẻ thích thú, con có thái độ hợp tác với những quy tắc mà cha mẹ đề ra, chứng tỏ là con được cha mẹ giáo dục rất tốt. Con thấu hiểu được những cái sự việc ở xung quanh con và con biết đâu là điểm đúng, điểm sai và việc gì con nên làm, con hướng tới.